Xin chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chính thức nói lý do xin thôi giữ các chức vụ. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ bàn giao công tác của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư bà Võ Thị Ánh Xuân, quyền chủ tịch nước, ông Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc Việt Nam cùng với nhiều cán bộ lãnh đạo khác. Tại buổi lễ, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành thời gian nhắc lại về quá trình công tác cũng như đóng góp của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bà Võ Thị Ánh Xuân cho biết, trong hơn 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, quyết đoán, luôn sống và làm việc có trách nhiệm, nhiệt huyết, tất cả vì sự nghiệp chung, Vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc đã gương mẫu nhận trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, làm đơn xin thôi các chức vụ, nghỉ hưu và được đồng ý cho thôi. Phát biểu sau đó, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rất xúc động khi được tổ chức buổi lễ bàn giao công tác, chú đáo, ấm áp, nghĩa tình, đồng thời chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân được giao trọng trách quyền Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc mong bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục phát huy, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, được giao trọng trách chủ tịch nước từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 đến 18 tháng 1 năm 2023, tức gần 21 tháng. Trong thời gian này ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, kế thừa phát huy các thành tựu quan trọng của các nguyên chủ tịch nước tiền nhiệm. Tuy nhiên trên cương vị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ năm 2016 đến 2021, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho hay, trong các cuộc họp của Bộ Chính trị, cuộc họp bất thường của Trung ương và phiên họp bất thường của Quốc hội, tôi đã nêu vấn đề này một cách dứt khoát, rõ ràng, căn cứ quy định của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của tôi, Đảng, nhà nước đã đồng ý để tôi thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nói thêm về vụ kết test Việt Á. Ông khẳng định, gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Cuối cùng, ông Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự cảm ơn tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo đảng, nhà nước, cơ quan trung ương, địa phương đã hết sức ủng hộ giúp đỡ để ông hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí Thư, toàn đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, dân chủ, giàu mạnh. Nói lời chia tay với nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng cũng dành thời gian khẳng định về những đóng góp cống hiến của ông Phúc khi còn công tác Ông Võ Văn Thưởng mong muốn ông Nguyễn Xuân Phúc với bề dày thực tiễn và kinh nghiệm phong phú của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho đảng, cho đất nước, góp ý cho các cán bộ đương chức những ý kiến thẳng thắn, chân tình. Đồng thời, Thường trực Ban Bí Thư gửi lời chúc quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp. Truy tố 13 cán bộ công an phường ở thành phố Hồ Chí Minh, Trung Chi thả người vi phạm. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý, trưởng phó công an phường Phú Thọ Hòa. Tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, cùng 10 cán bộ khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ, các bị can có nhiệm vụ tổ chức đi tuần tra trên địa bàn phường. Khi phát hiện những người có hành vi phạm tội thì phải bắt giữ, lập hồ sơ, tạm giữ tăng vật và ghi lời khai. Tuy nhiên, các bị can không xử lý theo quy định mà yêu cầu người có hành vi vi phạm điện thoại liên hệ với người thân, mang tiền đến trụ sở công an phường Trung Chi rồi thả về, không xử lý. Từ năm 2018 đến tháng 4 2020, nhóm bị can này có liên quan đến việc tuần tra phát hiện bắt giữ, đưa về trụ sở công an phường, ghi lời khai 51 người có hành vi vi phạm, sau đó giải quyết cho những người này về mà không xử lý. Đây là vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ phát hiện tại Công an Phường Phú Thọ Hòa do bị can Phạm Thanh Tuấn và Đồng Phạm thực hiện. Qua tài liệu điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lời khai của 29 người bị bắt giữ, câu lưu tại trụ sở Công an Phường Phú Thọ Hòa cho rằng có bị ghi lời khai lý lịch nhưng không thấy niêm phong vật chứng. Tổng số tiền bắt nộp trung chi cho nhiều cán bộ Công an Phường hơn 1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng và 100 đô la Mỹ. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan chức năng không thu được số tiền này, chỉ thu giữ một số tài liệu sổ sách và biên bản ghi lời khai các đối tượng bị bắt quả tang, còn lưu giữ tại trụ sở công an phường, làm vật chứng để chứng minh hành vi vi phạm của 13 bị can. Cơ quan tố tụng xác định, các đối tượng có thừa nhận việc đưa tiền cho cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa để được tha, không bị xử lý về hành vi mua bán tảng trữ trái phép chất cấm tuy nhiên không đủ căn cứ để khởi tố vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ vì việc giao nhận tiền chỉ có lời khai từ một phía hồ sơ vụ án thể hiện hành vi của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân khi thực hiện hành vi phạm tội các bị can có sự câu kết chặt chẽ bằng việc chia tổ chia ca phân công nhiệm vụ từng người hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều lần trong một thời gian dài với phương thức và thủ đoạn tương tự nhau Chuyển sang tin tức khác. Vụ mất hồ sơ ở Thanh Hóa, cán bộ văn thư đem bán lấy 9 triệu đồng. Mới đây, người của ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đến kho lưu trữ hồ sơ, phát hiện hồ sơ tài liệu đựng trong 60 thùng đã không còn. Sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác minh. Quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định Đối tượng L sinh năm 1989, cán bộ Văn thư của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã bán số tài liệu trên cho người mua phế liệu với giá là 9 triệu đồng. Hồ sơ tài liệu mà người này đem bán được lưu từ nhiều năm trước và số giấy tờ này đã được cơ quan công an thu hồi. Cơ quan công an đang xem xét hành vi vi phạm của đối tượng này theo điều 342 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Nơi xảy ra sự việc là ở kho lưu trữ hồ sơ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Thanh Hóa, địa chỉ số 17 Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Còn nơi làm việc hiện nay của ban này là ở trên phường Bùi Khắc Nhất, tại phường Đông Hương, Thanh Hóa. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, trên cơ sở sắp nhập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông số 1 và số 2 tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở của Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Ngày 5 tháng 2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng Công an tỉnh đã khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3701S Nghệ An, địa chỉ số 72 Phan Bộ Châu, Lê Lợi, thành phố Vinh. Sau khi khám xét, cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong với nhiều bộ máy tính, hộp đựng tài liệu liên quan. Một số phòng hồ sơ tại trung tâm cũng bị niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra. Cũng trong chiều ngày 4 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của ông Nguyễn Trinh Tài, 54 tuổi, trú tại Phành, thành phố Vinh, Nghệ An, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Được biết, ông Nguyễn Trinh Tài là một trong bốn phó giám đốc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Ký quyết định giao đất không thông qua đấu giá, hai cựu lãnh đạo huyện ở Con Tôm lệnh án tù. Mới đây, Tòa Nhân dân huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum mở phiên tòa xét xử với bị cáo gồm Đoàn Ngọc Thắng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà, Hoàng Nghĩa Chí, Nguyên Phó Chủ tịch, Nguyễn Cao Yến, Nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Ninh Thành Luân, Nguyên nhân viên văn phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắc Hà, tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo cáo trạng, từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của hai bị cáo Thắng và Chí, bị cáo Yến đã chỉ đạo bị cáo Luân tiếp nhận hồ sơ lập thủ tục để trình Yến xem xét. Từ đó bị cáo Yến đã lập hồ sơ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, trực tiếp là ông Thắng và ông Trí, ký quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Hà Mòn, Đắc Hình, Ngọc Quang và thị trấn Đắc Hà cho 51 trường hợp, với số thửa đất là 81, tổng diện tích là gần 26.000m2. Gần thiệt hại đến giá trị tài nguyên đất, giá trị quyền sử dụng đất là hơn 8,1 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo mặc dù biết rõ việc giao đất là có thu tiền sử dụng đất nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là trái với quy định nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước tại huyện Đắc Hà. Tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Ngọc Thắng 18 tháng tù treo, thời gian thử thách là 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo Hoàng Nghĩa Trí 30 tháng tù giam, Nguyễn Cao Yến 18 tháng tù treo, thời gian thử thách 36 tháng và bị cáo Ninh Thành Luân 22 tháng tù giam. Ngoài ra, mỗi bị cáo phải nộp thêm 20 triệu đồng vào ngân sách nhà nước và nộp hơn 493 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Quản lý tiệm vàng ở Bình Dương phân trần về chuyện vàng hút nam châm Thưa quý vị, khoảng 2 ngày vừa qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube Chia sẻ video nói về việc người đàn ông mua bộ vòng vàng đeo tay tại một tiệm vàng ở Bình Dương thì phát hiện có hiện tượng vàng hút nam châm. Cho rằng vàng có vấn đề, người mua đã mang trở lại cửa hàng để phản ánh. Clip làm việc tại tiệm vàng được quay lại và sau đó bất ngờ lan rộng trên các trang mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Tuấn Anh đại diện cửa hàng Kim Phát Sang tại tổ 10 khu phố Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An xác nhận sự việc trên liên quan đến cửa hàng vàng Kim phát sang là do ông quản lý. Ông nói, việc vàng hút nam châm là có thật, đó là do lỗi kỹ thuật, sai sót, cửa hàng đã giải thích rõ với khách hàng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, những nội dung trong một số video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội những ngày qua đã bị cắt cúp, nói sai bản chất vụ việc. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, vào ngày 7 tháng 1, một người phụ nữ có đến mua một vòng tay bi tại tiệm vàng Kim Phát Sang. Đến ngày 9 tháng 1, người chồng mang vòng tay trở lại cửa hàng và báo có một viên bi trong vàng hút 500. Cửa hàng đã kiểm tra bên trong có một vật kim loại thường để làm sáng bóng sản phẩm dài 4mm, trọng lượng 2 gem, tức là khoảng 0,2 ly, đồng thời khắc phục và lấy vật kim loại ra cho khách kiểm tra lại sản phẩm còn nguyên, không thay đổi. Khách hàng đã có quay lại toàn bộ sự việc và cửa hàng cũng có camera giám sát toàn bộ vụ việc. Về yếu tố gian lận trong khi bán hàng, ông Nguyễn Tuấn Anh giải thích, đây là yếu tố lỗi kỹ thuật, sai sót vô ý gây ra, chứ tiệm vàng không cố ý. Vật kim loại có trong vòng vàng rất nhỏ, 0,2 ly, giá trị chỉ 7-8.000 đồng. Cửa hàng đã hoạt động ở đây lâu năm và không thể vì một giá trị quá nhỏ như vậy mà đánh đổi uy tín của mình. Về nội dung video trên mạng, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng đã bị chế bóp méo sự việc, không đúng bản chất vấn đề, làm thay đổi thông tin sai trái lên nhiều trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân ông và tiệm vàng. Ông cho biết ông đã nhiều lần liên hệ với vợ chồng người kia đến cửa hàng hoặc là cơ quan công an để giải quyết nhưng không nhận được phản hồi. Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trình báo lên công an Thuận An với mong muốn cơ quan công an xác minh rõ các bên, đối chứng để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên, ngăn chặn hành vi xâm phạm danh dự của công dân. Liên quan vụ việc, phóng viên đã tìm cách liên hệ với người vợ chồng phụ nữ mua vàng nhưng cũng không liên hệ được. Hiện vụ việc xôn xao chuyện vàng hút 500 đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác minh làm rõ. Bắt hai đối tượng lừa người sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Công an tỉnh Hải Dương mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thế Anh, sinh năm 1996, trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1990, trú tại Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo tài liệu điều tra, Thế Anh và Nguyên là người đã tổ chức cho 7 người trên địa bàn các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kinh Môn và Hải Dương trốn sang Campuchia bằng đường biển để lao động bất hợp pháp vào tháng 11-2021. Đây là giai đoạn mà tình hình dịch bệnh COVID tại Hải Dương và các tỉnh thành khác đã diễn biến phức tạp. Thời điểm này, cả nước đang thắt chặt các quy định về xuất nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm gây án, Thế Anh đang mở quán cầm đồ Gia Bảo, địa chỉ số 852 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, còn nguyên thì đang làm thuê cho Thế Anh. Thông qua bạn bè cũng như mạng xã hội Facebook, hai đối tượng đã quảng bá và tìm người sang Campuchia làm về game cho các công ty của người Trung Quốc, mức lương từ 800 đô đến 1.000 đô một tháng và được bao ăn, bao ở. Tháng 11 năm 2021, hai đối tượng Thế Anh và Nguyên đã tìm được và đưa 7 người là công dân thường trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương vượt biên sang Campuchia lao động. Thế Anh và Nguyên là người đứng ra lo phần xét nghiệm COVID, cũng như đặt vé máy bay, thanh toán chi phí ăn nghỉ, đi lại từ sân bay Cát Bi và thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc và sang bên Campuchia cho những người này. Đưa người sang Campuchia thành công, Thế Anh được hưởng 30 triệu đồng một người và 3 triệu đồng tiền chi phí đi lại cho các công dân vượt biên sang Campuchia mà Thế Anh đã chi ra trước đó từ một đối tượng cầm đầu khác trong đường dây ở Tây Ninh. Quá trình làm việc tại Campuchia, một số người được đưa sang làm việc 17 đến 18 tiếng mỗi ngày, trả lương 200 đô mỗi tháng, mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương mà các đối tượng quảng cáo để tuyển người, cũng như thường xuyên bị đánh đập, bị uy hiếp về tinh thần. Ai muốn về Việt Nam phải trả tiền chuộc cho chúng. Một số người sau đó đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia giải cứu, trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên và cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi về Việt Nam, những người này đã đến cơ quan công an tố xác hành vi của Thế Anh và Nguyên. Hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ, xử lý các đối tượng khác có liên quan. Bắt giữ đối tượng mang 5 tiền án, vừa ra tù một tháng lại tiếp tục phạm tội. Công an quận Ba Đình Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Như Tiến, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Phúc Xá, Ba Đình, điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra tiến đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền án tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, một tiền án tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tháng 1 năm 2023, tiến vừa ra tù để có tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để bán lấy tiền. Tối ngày 1 tháng 2, tiến đi lòng vòng qua các con phố để tìm kiếm sơ hở, khi đến trước số 19 An Trạch, quận Đống Đa, đối tượng thấy một xe máy Honda Wave ở trên vỉa hè không ai trông giữ, đã dùng vam phá ổ khóa xe máy để trộm cắp. Lúc này chủ nhà đi về thì nhìn thấy Tiến đi xe máy từ trên vỉa hè xuống nên truy hô và đuổi theo đối tượng. Khi đối tượng bỏ chạy đến ngã tư Vạn Phúc Vạn Bảo, tổ tuần tra của công an phường Liễu Giai đang làm nhiệm vụ phát hiện sự việc đã cùng người dân truy đuổi bắt giữ được đối tượng tại trước số 317 đội cấn. Hiện công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định. Con Tum Đề nghị điều tra vụ làm giả giấy nằm viện để kêu gọi từ thiện. Ngày 5 tháng 2, bác sĩ Võ Văn Thiện, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum cho biết đã đề nghị Sở Thông tin Truyền thông Công an tỉnh Con Tum hỗ trợ điều tra làm rõ vụ việc một số cá nhân đã làm giả giấy xác nhận nằm viện rồi tung lên mạng kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi. Thời gian qua, một số tài khoản Facebook đưa thông tin về các trường hợp bệnh nhân cần sự hỗ trợ tài chính, kêu gọi quyên góp tiền điều trị. Tuy nhiên, những nội dung và hình ảnh được đăng tải hoàn toàn sai sự thật. Gần đây nhất ngày 1 tháng 2, tài khoản Facebook có tên tc đã đăng tải trên nhiều fanpage của các nhóm hội tại con tum như chợ con tum chợ quê ngọc hồi với nội dung em chào cô chú anh chị trong nhóm mong cô chú anh chị giúp đỡ em lúc này với ạ à. em ở ngọc hồi con Tum, sự việc con em bị tai nạn mới nhập viện ở Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh cấp cứu do bé tị té xe nên trong não có máu bầm. Giờ bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp, tổng chi phí là 20 triệu, em mới chỉ đóng trước 15 triệu tạm ứng. Giờ em còn thiếu 5 triệu nữa, gia đình em hết khả năng nên em mới đăng bài, mong được sự giúp đỡ của cô chú và anh chị để con em được phẫu thuật. Người này còn để lại số điện thoại, số tài khoản ngân hàng cá nhân ở bài đăng để kêu gọi quyên góp từ thiện và để tạo lòng tin tài khoản này còn sử dụng hình ảnh một cháu bé đang băng bó ở vùng đầu một giấy xác nhận nằm viện của bệnh viện đa khoa tỉnh con tum tuy nhiên qua xác minh bệnh viện đa khoa tỉnh xác định nội dung và hình ảnh đăng tải trên là hoàn toàn sai sự thật bệnh viện này hiện không có trường hợp bệnh nhân nào như bài đăng và không thực hiện xác nhận nằm viện tương tự như hình ảnh theo bác sĩ hiện những người dùng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật không chỉ nhằm trục lợi mà còn gây mất uy tín của bệnh viện Do đó, người dùng mạng nên đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn lợi dụng lòng tốt của mọi người để trục lợi. Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum, trong thời gian tới, những hội nhóm thiện nguyện nếu muốn vào bệnh viện kêu gọi hỗ trợ cho các bệnh nhân phải liên hệ với bệnh viện. Đây cũng là công tác cần thiết để bệnh viện có thể quản lý và giám sát những người lạ ra vào bệnh viện, cũng như tránh tình trạng trục lợi từ hoạt động từ thiện, thiện nguyện. Mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, một đối tượng ở Lạng Sơn bị khởi tố. Ngày 5 tháng 2, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng đối với Hoàng Văn Mạnh, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án đến cơ quan huyện Hữu Lũng để điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày 2 tháng 2, khi mà Hoàng Văn Mạnh hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại ngã tư Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, thu giữ trên người đối tượng 27 thẻ ngân hàng, mang tên nhiều người khác nhau, 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnam Mobile. Quả đấu tranh, Hoàng Mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người trong các hội nhóm trên mạng với giá là 800.000 đồng một tài khoản và bán với giá 1,5 triệu đồng một tài khoản, bao gồm cả thẻ vật lý, sim điện thoại đăng ký dịch vụ mobile banking. Từ tháng 7 năm 2022 cho đến nay, đối tượng này đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trên 100 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra mở rộng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin tức 24h TV ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời tổng hợp và trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.